Người phụ nữ lái xe ô tô thiếu quan sát tông rồi cuốn một cụ bà con rác vào gầm xe trên đường Khánh Hiền, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, khiến nạn nhân tử vong. Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn vào sáng 31 tháng 8. Theo đó, khoảng 9:30 ngày 31 tháng 8, bà NTT sinh năm 1947 đang thu nhặt rác trước số nhà 101 đường Khánh Thiên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang thì ô tô biển kiểm soát 98A 250-25 đâm vào. Camera của hộ dân gần đó ghi lại cho thấy thời điểm trên bà NTT ngồi dưới lòng đường, bên cạnh có nhiều thùng chứa rác. Photo do một phụ nữ cầm lái, cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính đi đến chèn qua người. Sau đó, nữ tài xế mở cửa bước xuống nhưng không nhìn thấy bà tê nằm dưới gầm và tiếp tục di chuyển. Vụ tai nạn khiến bà tê tử vong tại chỗ. Trước đó tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ tai nạn xe tải cán qua người đàn ông đi xe máy lúc quẹo phải khiến nạn nhân tử vong. Tài xế xe tải đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Cụ thể, sáng 28 tháng 8, xe tải chạy trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa. Tài xế cho xe quẹo phải vào khu vực cây xăng, xảy ra va chạm với người đàn ông đi xe máy cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe máy và người điều khiển người đàn ông và cả xe máy nằm dưới gầm xe tải. Sau đó tài xế xe tải dừng lại tầm vài giây rồi chạy xe vào phía trong khu vực cây xăng rồi mới dừng lại. Nạn nhân trong vụ tai nạn trên là anh Tô Hoàng Đê, 38 tuổi, Bình Dương, đã tử vong. Diễn biến của vụ việc được camera hành trình của xe chạy phía sau ghi lại bằng video.